Đi ăn bánh mì ở sân bay nè. Bộ bánh mì này chỉ giá 65.000 nha. Chỉ có 65.000 tiền Việt Nam thôi. Dạ. Còn một chai nước chỉ có 70.000 thôi nha. Mà công nhận ở ngoài thì không chịu ăn bánh mì mà vô đây thì là chịu ăn. Ăn ngon mê ly luôn á. Đồ quá từ sáng giờ chưa. Nó ăn hết thịt luôn. Ở nhà cho thịt heo nhiều khi không ăn đâu. Đói quá. Thôi thì cũng biết tiết tiền hả. Thi ơi, chào con chào mọi cả nhà đi Thi. Chào chào. Chào chào. Vô đây ca 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 ca. Chào. Chào. Con ăn bánh mì ngon quá vậy. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Mình ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chuẩn bị đi Đà Nẵng. Hôm nay là ngày gì mà sân bay nó đông nghẹt khủng khiếp. Chắc là anh nhà phải vắng nhiều lắm. Tại lẽ họ bay vô hết rồi đâu quay ra đâu. Ừ mà không biết sao hôm nay đông quá chừng đông. Sau này Nhã Thi có trở thành hot girl gì hot fly không? Thi ơi. Thi à. Mày chụp hình đi nha. Bánh mì ngon không Thi? Thi bánh mì ngon không? Ngon hả? Ngon nhiều không? Ngon nhiều luôn. Vô đây uống ly cà phê 58.000 anh Tâm. Ba nhìn đây ăn cả. Ba thì ăn nhìn ngon dữ. Ngon thế. Hai. Thì đút cho ba không thích ăn vậy đó. Thi ơi, bye bye mọi người đi Thi. Thi bye bye.